khởi tố cha dượng nhiều lần giở trò đồi bại với bé gái học lớp 6. Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp nhận điều tra vụ bắt cóc hai bé gái ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn, một người tử vong. Bắt hai kẻ dùng ô tô chở lô ma túy khủng từ Lào vào Việt Nam. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Báo Lao Động. Ngay bây giờ sẽ là những tin tức nóng hổi được chúng tôi cập nhật trong những giờ qua. Quý vị quan tâm xin đừng rời màn hình. Thưa quý vị, trẻ em vốn dễ tổn thương, là thành phần yếu thế trong xã hội, cần được bảo bọc và che chở. Nhưng đáng buồn thay, có nhiều trường hợp các em lại phải đối diện với những mối đe dọa nguy hiểm ngay từ những người gần gũi bên cạnh trong chính gia đình mình. Một trong số đó là trường hợp của em N, học sinh lớp 6 ở Nghệ An, bị cha dượng nhiều lần giở trò đồi bại. Ngày 12 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Tiến Viên, sinh năm 1978, trú xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, về hành vi làm bậy nhiều lần với con riêng của vợ. Trước đó, ngày 18 tháng 3, cháu gái NTN, sinh năm 2011, trú xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, sang nhà bà nội chơi. Thấy cháu có nhiều biểu hiện bất thường, bà nội tra hỏi thì cháu nợ kể, nhiều lần bị cha dượng là ông Lê Tiến Viên làm chuyện đồi bại. Sau mỗi lần như vậy, ông Viên thường cho cháu nợ tiền và đe dọa không được kể với ai. Anh NGV, bố đẻ của cháu nợ cho biết, anh và vợ cũ là chị LTH ly hôn năm 2013, cháu nợ ở với mẹ. Khi chị H tái hôn với Lê Tiến Viên, bé N sống cùng mẹ và Viên. Ngày 19 tháng 3, sau khi nghe con gái kể về việc nhiều lần bị cha dượng làm chuyện bậy bạ, anh V đã dẫn con gái đến công an xã Quỳnh Tân để tố cáo hành vi đồi bại của Lê Tiến Viên. Liên quan đến vụ việc này, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳnh Lưu đã có công văn gửi công an huyện Quỳnh Lưu đề nghị xác minh hành vi của ông Lê Tiến Viên. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳnh Lưu đề nghị công an, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Quỳnh Lưu tiến hành điều tra làm rõ, xử lý theo đúng quy định pháp luật nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của trẻ. Nếu sự việc đúng như tố cáo, tạo điều kiện để Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳnh Lưu tiếp cận cháu N, hỗ trợ tâm lý trong quá trình giải quyết vụ việc. Ngày 10 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu đã có văn bản thông báo đến Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳnh Lưu. Sau khi tiếp nhận nguồn tin về tội phạm nêu trên, từ các tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu có căn cứ xác định Lê Tiến Viên đã thực hiện hành vi đồi bại với cháu N hai lần từ ngày 19 tháng 9 năm 2023 đến đầu tháng 11 năm 2023. Xét thấy thẩm quyền điều tra vụ án nêu trên, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu chuyển vụ án đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục làm rõ theo quy định pháp luật. Dễ nhận thấy trong thời gian gần đây, những vụ việc tương tự xảy ra không hề hiếm, thậm chí ở nhiều mức độ nghiêm trọng hơn. Tình trạng này không chỉ khiến dư luận phẫn nộ mà còn cho thấy mức độ đáng báo động trong việc quan tâm chăm sóc và bảo vệ trẻ em cũng như sự xuống cấp về mặt đạo đức của một bộ phận người trong xã hội. Tiếp tục là một vụ việc mà trẻ em lại là nạn nhân của một loạt hành vi phạm tội. Vụ bắt cóc hai bé gái trên phố đi bộ Nguyễn Huệ xảy ra vừa rồi không chỉ dừng lại ở việc giải cứu thành công hai cháu bé, mà cơ quan công an đã phát hiện đằng sau đó là âm mưu quay clip nhạy cảm của các bé rồi chuyển ra nước ngoài. Hiện công an quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển hồ sơ vụ việc cho phòng cảnh sát hình sự PC02, công an thành phố Hồ Chí Minh thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Liên quan vụ giải cứu thành công hai bé gái bị mất tích ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, ngày 12 tháng 4, công an quận 1 đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cùng bị can Phạm Huỳnh Nhật Vi cho công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra theo thẩm quyền. Trong ngày, phòng PC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận và đang khẩn trương điều tra mở rộng để xử lý theo quy định. Trước đó, tối 3 tháng 4, Vi lợi dụng lúc cháu My sinh năm 2017 và cháu Linh sinh năm 2021, cùng là con của chị Nguyễn Thị Chi sinh năm 1997, ngụ quận 7, không có người trông coi đã tiếp cận. Sau đó, người này dẫn dụ hai bé theo mình qua nhiều tuyến đường từ quận 1 sang quận 8, rồi đặt xe công nghệ đưa hai bé về chung cư Sài Gòn Pearl, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 8 tháng 4, công an ập vào căn hộ 10.05 chung cư này khống chế Vi và giải cứu hai bé an toàn.
Tại công an, Vi khai không có công việc ổn định và được bạn trai người nước ngoài chu cấp tiền bạc. Về căn hộ cao cấp ở chung cư Sài Gòn Pearl là nơi giam giữ hai bé gái bị mất tích do Vi thuê từ ngày 3 tháng 4 với giá 18 triệu đồng một tháng. Mục đích Vi thuê được xác định là sau khi bắt cóc hai bé gái sẽ đưa về đây giam giữ và quay các clip nhạy cảm rồi chuyển cho bạn trai người nước ngoài. Vi cũng khai chọn căn hộ cao cấp ở chung cư Sài Gòn Pearl vì đây là nơi an toàn, an ninh và cũng tránh cơ quan chức năng phát hiện. Ngày 10 tháng 4, công an đã khởi tố bắt tạm giam Vi về hành vi trên. Xin được chuyển sang tin tức khác. Mới đây tại tỉnh Lâm Đồng, vừa xảy ra một vụ án mạng do mâu thuẫn giữa hai thanh niên. Cơ quan điều tra công an huyện Đạ Tẻ, Lâm Đồng đã tạm giữ hình sự đối với Đào Duy Huân, 25 tuổi, ở tổ dân phố 4, thị trấn Đạ Tẻ, huyện Đạ Tẻ, để điều tra về hành vi sát hại người. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1 giờ ngày 11 tháng 4, do mâu thuẫn từ trước nên Đào Duy Huân và VTA, 31 tuổi, ở thôn 3 xã Đà Kho, huyện Đạ Tẻ, hẹn nhau ra đường để giải quyết mâu thuẫn. Khi gặp nhau, hai người đã xảy ra cãi vã rồi dẫn đến xô xát. Trong lúc xô xát, Đào Duy Huân đã dùng dao tấn công khiến tay trái của VTA bị đứt động mạch chủ, chảy máu cấp. Khi vụ việc xảy ra, người dân xung quanh đã nhanh chóng đưa A đến Bệnh viện 2 Lâm Đồng cấp cứu, nhưng nạn nhân không qua khỏi. Sau khi gây án, Đào Duy Huân đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến trưa cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đạ Tẻ đã bắt giữ Đào Duy Huân khi đang lẩn trốn tại thị trấn Ba Đa Guy, huyện Đạ Oai. Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Tội phạm ma túy hiện vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp với nhiều thủ đoạn liều lĩnh tinh vi trong việc tuồn hàng từ nước ngoài vào nước ta. Chiều 12 tháng 4, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa phá thành công chuyên án HT324 đấu tranh với hoạt động mua bán vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam với số lượng khủng. Khoảng 11 giờ ngày 11 tháng 4, tại km 85 quốc lộ 8A thuộc địa bàn thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức vây bắt khống chế ô tô mang biển kiểm soát Lào. Lực lượng chức năng đã bắt giữ hai đối tượng gồm Ia Son, sinh năm 1993, lái xe, và Keo Son, sinh năm 1999, đều trú tại bản Thọng Pẹ, huyện Kham Cợt, tỉnh Bô Ly Kham Say, Lào. Qua kiểm tra khám xét phương tiện, lực lượng chức năng thu giữ 44 bánh heroin, 60.000 viên hồng phiến, 10 kg ma túy đá, 10 kg ketamin. Ia Son khai được một người đàn ông Lào thuê vận chuyển đến thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, tiền công 12.000 đô la Mỹ, khoảng 300 triệu đồng. Sau khi nhận hàng, Ia Son rủ Keo Son tham gia, hứa trả từ 2.000 đến 3.000 đô la Mỹ, khoảng từ 50 đến 70 triệu đồng nếu trót lọt. Lực lượng chức năng ở Hà Tĩnh cho biết lô ma túy nói trên có giá trị hàng chục tỷ đồng. Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Nhập viện Bệnh viện Nhi Đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh trong tình trạng sốt cao, bệnh nhi KC 6 tuổi, ngủ ở thành phố Hồ Chí Minh, được chẩn đoán sốt xuất huyết độ 3. Cách nhập viện 3 ngày, trẻ có biểu hiện đau bụng, sốt cao. Sau khoảng 5 ngày điều trị, trẻ được xuất viện. Được biết thì khu vực trẻ sinh sống gần kênh rạch. Tối thứ 6 là cháu sốt. Cháu sốt lên cỡ 38-39 độ. Lúc ban đầu thì mua thuốc hạ sốt về cho cháu uống. Cứ 6 tiếng là cháu lại cứ sốt lại, cứ hết thuốc hạ sốt rồi sốt lại. Uống cách nhau 6 tiếng, đến sáng hôm sau thứ 7 thì vẫn khi mà đang uống thuốc buổi sáng thì lúc đó lại không có sốt. Vẫn cho đi học bình thường, nhưng mà chiều thứ 7 là bắt đầu sốt lại nhiều hơn, lên 39, năm gần 40 độ. Lúc đó thì vẫn để ở nhà điều trị uống thuốc, cứ nghĩ là chủ quan, cứ uống thuốc hạ sốt với lại lau mát vậy đó. Đến khi chủ nhật thứ 2, tức là 3 ngày luôn rồi, mà thấy tình hình không giảm thì đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 khám. Thì đến lúc khám buổi trưa thì buổi chiều nhập viện luôn. Và bác sĩ là nói là về gây sốt xuất huyết độ 3, nay nhập viện. Chưa tới mùa mưa nhưng 2 tuần nay, khoa hồi sức tích cực nhiễm và COVID-19, Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã tiếp nhận các trường hợp mắc sốt xuất huyết nặng từ các tỉnh lân cận. Điển hình, bệnh nhi CV, 4 tuổi, người Campuchia, đang sinh sống tại địa bàn giáp ranh tỉnh Bình Phước, nhập viện trong tình trạng nguy kịch do sốt xuất huyết. Sau 5 ngày điều trị, bệnh nhi dần hồi phục. Hiện trẻ đã được ngưng lọc máu, cai máy thở, chuyển đến khoa nhiễm và sẽ được xuất viện trong thời gian gần nhất. Gọi là cái số lượng bệnh sốt xuất huyết nó có tăng lên nhanh ở thời điểm này hay không thì hiện tại thì chưa. Nó cứ nhỉnh nhưng bắt đầu xuất hiện những ca nặng.
Điều này mình cho thấy rằng là mình phải coi lại cái chuyện là khi mà mình khám, mình chẩn đoán nó là sốt xuất huyết thì mình đã dặn dò người nhà các dấu hiệu cảnh báo kỹ hay không để người nhà có thể theo dõi. Khi mà mình phát hiện những cái dấu hiệu nặng, mình có thể phát hiện sớm hơn để mình điều trị kịp thời thì đứa nhỏ nó sẽ tránh được cái trường hợp nó trở nặng về sau. Cái dấu hiệu cảnh báo bao gồm cái gì? Thứ nhất là trẻ này nôn ói nhiều nè, trẻ này đau bụng nhiều nè, nó có những cái dấu hiệu chẳng hạn như chảy máu mũi, chảy máu trên răng, hoặc là trên những cái xét nghiệm máu mình thấy bắt đầu nó có xu hướng nặng hơn thì nên cho những trẻ này nó được nhập viện nội trú để mình theo dõi sát hơn, điều trị nó tích cực hơn. Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm, bệnh có thể xuất hiện quanh năm và gặp ở mọi lứa tuổi. Đặc biệt, trẻ em là đối tượng dễ diễn tiến nặng, có thể tử vong nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Căn nhà này nằm trong ngõ Đầm Bầu, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, được bà Tâm mua theo hình thức viết tay. Sau nhiều lần họp bàn với chính quyền địa phương về các phương án bồi thường để gia đình bà chấp thuận hoàn trả mặt bằng phục vụ dự án Vành Đai 1. Đến nay, đã hàng chục năm trôi qua, bà Tâm vẫn sống trong thấp thỏm vì căn nhà ngày một xuống cấp, nhưng lại không biết khi nào mới có thể rời đi. Đấy có 2 tầng đấy thôi, có 19m6. Đây này nói thật, nhà nứt nẻ, không dám sửa. Cứ thấp thỏm, không biết ngày nào đi. Mà không hiểu là các cấp chính quyền phân bổ cho nhà đi đâu để chúng tôi có cuộc sống ổn định hơn. Cũng giống bà Tâm, tại khu vực này, hầu hết các hộ gia đình đều đã sinh sống nhiều năm, nhưng đất không có sổ đỏ. Theo Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình, trong phạm vi thực hiện dự án Vành Đai 1, có khoảng 350 hộ dân thuộc khu vực Đầm Bầu, Đầm Tròn, nhưng nguồn gốc đất lại là đất nông nghiệp và đất hồ ao công. Loại đất này khi thu hồi không đủ điều kiện bồi thường theo giá đất ở, chỉ được hỗ trợ theo tỷ lệ với giá đất ở nên số tiền hỗ trợ rất thấp, không đủ điều kiện để mua nhà tái định cư. Mong muốn cái thứ nhất là nhà nước làm sao mà giải quyết cho chúng tôi có nơi ăn chốn ở, nó rộng rãi đi một chút. Cái thứ hai là nếu như mà mức đền bù mà trên ra cái giá đền bù là 7,8 triệu thì quá thấp. Dự án Vành Đai 1 đoạn qua Hoàng Cầu, Vòi Phục có chiều dài 2.274 m. Điểm đầu giao với đường Cát Linh, La Thành, Yên Lãng tại Hoàng Cầu, quận Đống Đa. Điểm cuối tại nút giao thông Vòi Phục, quận Ba Đình. Tổng đầu tư dự án gần 7.200 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 5.800 tỷ đồng. Chi phí xây dựng đường là 636 tỷ đồng. Dự án được phê duyệt từ tháng 12 năm 2017, dự kiến hoàn thành trong năm 2020. Nhưng cho đến nay, chậm tiến độ do chậm giải phóng mặt bằng. Không thể di rời, trong khi hạ tầng, nhà ở xuống cấp đã khiến cho cuộc sống của các hộ dân trong vùng dự án bị ảnh hưởng. Cứ thấy bảo thế thôi chứ con đã có gì đâu, chứ chưa có cái đục dịch gì ở nhà này đi, nhà kia chưa đi. Nhiều người ta muốn phá đi, ta xây dựng 3-4 tầng nhưng không được phép. Căn bản nhà nước người ta lấy thì mình phải hết sức, mình phải chấp hành. Bì bọn dùng mọi thứ để đi lên trên đường. Nhưng mà rất khổ là người dân là sống trong cái điều kiện không mưa nhưng mà nước vẫn ngập. Cái đường thoát nước này nhiều năm nay là vẫn có hiện tượng như thế này. Để phục vụ dự án Vành Đai 1, Ủy ban dân thành phố Hà Nội đã nhiều lần họp chỉ đạo và yêu cầu các cơ quan chức năng phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án trong năm 2023. Tuy nhiên đến nay, các khu vực nằm trong diện giải tỏa gần như vẫn chưa có nhiều chuyển biến. Chuyển biến lớn nhất tại dự án hiện nay là việc xác định nguồn gốc đất đã đo đạc được trên 98%, xây dựng xong các phương án giải phóng mặt bằng và hoàn tất các thủ tục đầu tư. Thành phố Hà Nội yêu cầu hai quận Ba Đình và Đống Đa quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng. Đối với Sở Xây dựng, sớm trình Ủy ban dân thành phố các quyết định bàn giao nhà tái định cư ưu tiên cho dự án này. Những ngày gần đây, hàng nghìn mầm sen bách diệp đang được trồng ở hồ Đầm Đông sau cải tạo nhằm khôi phục sen Tây Hồ, hướng tới lễ hội sen và nghề làm trà sen truyền thống. Trước đó, Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ đã mời chuyên gia Viện Nghiên cứu Rau quả Trung ương và Trung tâm Khuyến nông Hà Nội phối hợp thực hiện dự án xây dựng mô hình mẫu sản xuất sen gắn với phát triển du lịch sinh thái theo chuỗi giá trị tại Tây Hồ, Hà Nội. Thời gian triển khai dự án từ ngày 17 tháng 2 đến 15 tháng 11. Vào thời điểm hiện tại, Hồ Đầm Đông được trồng 2.000 mầm sen bách diệp. Những năm gần đây thì cái cây sen tại khu vực Hồ Tây thì thường xuyên bị mất mùa. Thế thì vì cái nguyên do đó thì bọn tôi chia nhỏ hồ ra. Với những cái kỹ thuật cũng như những cái hướng dẫn của Viện Khuyến Nông cũng chắc chắn năm nay mùa sen năm 2024 sẽ là một mùa sen tốt đẹp và thắng lợi. Được biết, sen bách diệp từ rất lâu đã được trồng ở các hồ nhỏ quanh Hồ Tây. Giống sen này có tới 100 cánh và thường được dùng để ướp trà.
tại các khu công nghiệp của thành phố Đà Nẵng, mỗi năm có hàng ngàn công nhân đến làm việc, tạm trú. Vì vậy, các đối tượng cho vay nóng, vay nặng lãi thường lựa chọn các khu vực gần khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu và khu công nghiệp Hòa Cầm, quận Cẩm Lệ để tiếp cận công nhân. Theo một số công nhân cho biết, các đối tượng cho vay nặng lãi thường dụ dỗ vay tiền với lời mời gọi, lãi suất thấp, thủ tục đơn giản để công nhân có tiền giải quyết công việc, trang trải cuộc sống. Sau đó, các công nhân liên tục bị các đối tượng cho vay gây áp lực, đòi nợ khiến cuộc sống của công nhân vay tiền bị đảo lộn. Tuy nhiên, trong 2 năm trở lại đây, tại tổ công nhân tự quản số 1, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đã không còn tình trạng này. Trong 2 năm trở lại đây thì tín dụng đang ở khu tổ tự quản này hoàn toàn không có, rất ổn định. Còn cái trường hợp mà nếu như có thì các năm về trước là nguyên quán tiệt, nhất khoát và không đưa một cái thông tin gì hết. Và cũng tuyệt đối là coi như chấn chỉnh cho các cháu, đồng thời là luôn luôn đề cao cảnh giác với những cái đối tượng mà đến đây là hỏi han về số điện thoại gia đình rồi chủ rồi ở đâu ở trọ, tuyệt đối. Trong thời gian qua, Liên đoàn Lao động thành phố cũng đã triển khai nhiều chương trình cho vay vốn từ Quỹ Công nhân Lao động Nghèo và ký hợp tác 2 công ty cho vay vốn đối với công nhân. Về cái tình hình tín dụng đen trong công nhân lao động thì qua nắm tình hình thì trong công nhân lao động tại thành phố Đà Nẵng thì cũng có những cái tín dụng đen trong công nhân lao động. Tuy nhiên thì để khắc phục những cái tín dụng đen đó thì Liên đoàn thành phố cũng đã triển khai nhiều cái chương trình của mình. Trong đó thì có cái chương trình về cho vay vốn từ quỹ công nhân lao động nghèo của Liên đoàn Lao động thành phố. Đồng thời với đó thì cũng ký hợp tác với 2 cái công ty do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giới thiệu, đó là công ty Home Credit và FA Credit, để triển khai cái chương trình cho vay đối với công nhân lao động để hạn chế cái tín dụng đen này. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng cũng đã nhiều lần tổ chức tuyên truyền về tác hại của tín dụng đen, đồng thời cũng ra nhiều phương án để hạn chế tình trạng vay nóng, vay nặng lãi trong công nhân. Thưa quý vị và các bạn, để có được những tấm gỗ ván ép bền, đẹp, chịu nước, chịu mối mọt và thân thiện với môi trường, và đặc biệt khẳng định được thương hiệu Việt với bạn bè quốc tế, thì các doanh nghiệp sản xuất đã phải đầu tư rất nhiều vào các hệ thống máy móc sản xuất. Như công ty cổ phần thương mại sản xuất Kim Gia mà tôi đã có mặt tại đây, trong năm 2023, bên cạnh nguồn tài chính luân chuyển từ hoạt động kinh doanh, nhờ việc tiếp cận được dòng vốn tín dụng giá rẻ của ngân hàng, Kim Gia đã nhanh chóng cải thiện dây chuyền, đầu tư thêm thiết bị máy móc mới, hiện đại để phát triển hoạt động kinh doanh sản xuất. Năm 2023 thì chúng tôi cũng không gặp khó khăn gì trong cái việc tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng, vì doanh nghiệp cũng đã có gói vay tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần. Với gói vay này và có lãi suất thấp thì có điều kiện tiếp cận để giảm chi phí sản xuất, để cạnh tranh được với thị trường quốc tế hiện nay rất khốc liệt về giá cả. Năm 2024 thì chúng tôi đã thấy tín hiệu nền kinh tế đang hồi phục, là đơn hàng thì doanh nghiệp cũng đã nhận được những đơn hàng trong những tháng đầu năm và cũng đã đang sản xuất khá là mạnh. Cũng giống như Kim Gia, những tháng đầu năm 2024, một số doanh nghiệp ngành lâm thủy sản đã tăng tốc xuất khẩu, tiếp tục nối dài đường đi của nông sản Việt ra thị trường quốc tế. Để bước vào cuộc đua hoàn thành mục tiêu xuất khẩu toàn ngành nông nghiệp đạt 55 tỷ đô la Mỹ trong năm 2024. Bên cạnh sự nỗ lực của mình, các doanh nghiệp cũng hy vọng rất nhiều vào các chính sách tín dụng từ phía ngành ngân hàng. Nếu nhà nước có những cái quan tâm hơn về cái chế độ tín dụng, đặc biệt là vấn đề bảo lãnh, thì chắc chắn các doanh nghiệp sẽ có cái đủ nguồn vốn để đáp ứng kịp thời trong những lúc biến động. Tại vì không bán được hàng, có cái tồn kho, nên là nếu mà cái chính sách nó hỗ trợ tốt nhất thì doanh nghiệp mong muốn là có cái thời hạn tín dụng nó khoảng 6 tháng hoặc thậm chí 9 tháng nếu là tốt nhất. Cái thứ hai đó là doanh nghiệp thì vẫn có các đơn hàng. Thế thì để sử dụng, để có cái nguồn tín dụng mà nó thường xuyên, kịp thời và tươi nhất ấy, thì là có thể có các chính sách cho doanh nghiệp vay trên đơn hàng. Trong suốt thời gian hoạt động sản xuất của một vài năm trước thì ngân hàng có thể đánh giá cái độ tín nhiệm của ngân hàng đó hoặc người vay đó để tăng cái tỷ lệ tín chấp lên để giúp doanh nghiệp vượt qua cái giai đoạn khó khăn này. Nếu các ngân hàng nhà nước bây giờ mà chúng ta chung tay, đó là chúng ta cấp những cái gói tín dụng để thực hiện các cái chuỗi cùng với doanh nghiệp, thực hiện các cái chuỗi nông nghiệp cùng với hợp tác xã, thì đó chính là một trong số những cái hình thức mà quốc tế đang kỳ vọng, cũng như là 1664 là cái đề án nuôi biển của chúng ta, rồi các cái cơ chế chính sách cho ngành thủy hải sản nói riêng, ngành nông nghiệp nữa,
đang đều rất là mong muốn và thu hút cái yếu tố chuỗi. Dù năm Giáp Thìn được dự báo vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, nhưng tin rằng với giải pháp tài chính từ ngân hàng, doanh nghiệp xuất khẩu ngành lâm thủy sản nói chung sẽ có cú bẻ lái phục hồi nhanh, đưa lợi nhuận ngành tiếp tục ngược dòng thách thức, tiến tới phát triển theo hướng bền vững. Đến đây thời lượng của chương trình đã hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Đừng quên nhấn đăng ký kênh YouTube Báo Lao Động để cập nhật những tin tức mới nhất. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.